Chào mừng anh chị và các bạn đến video tiếp theo của Nguyễn Văn Đoàn. Trong nội dung ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về 5 cái thay đổi về việc cấp làm sổ đỏ trong năm 2023 chúng ta cần phải quan tâm. Trong 5 cái thay đổi này sẽ có một số các cái lưu ý rất là có lợi cho người sử dụng đất mà chúng ta cần phải lưu ý trong quá trình làm sổ đỏ. Và ở trong cái video ngày hôm nay, Nguyễn Đoàn sẽ cùng tổng kết, tóm tắt và một cách dễ hiểu nhất để tất cả chúng ta có thể áp dụng. Anh chị và các bạn theo dõi những nội dung sau đây mà thấy bổ ích và giá trị cho cộng đồng thì đừng ngại chia sẻ đến họ, cũng như là tặng cho video một nút thích, nhấn vào nút đăng ký kênh, nút thích trang để lần sau nhận được những nội dung mới sớm nhất từ Bất Động Sản Bình Phước Văn Đoàn. Cái thay đổi đầu tiên đó chính là sẽ thêm cơ quan được cấp đổi sổ. Trước đây theo quy định thì chỉ có văn phòng đăng ký đất đai, nhưng hiện nay theo quy định mới, để giải quyết một số các cái thời điểm như là thị trường hoặc là cái việc mua bán giao dịch của người dân tăng cao, thì văn phòng đăng ký đất đai sẽ thành lập chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, và văn phòng đăng ký đất đai thuộc sự quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. Và khi mà số lượng giao dịch đông thì sẽ thành lập những cái chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để giải quyết thủ tục hồ sơ cho người dân. Đấy là cái điều đầu tiên chúng ta sẽ nhận thấy là sẽ thêm các cái chính sách để sẽ giải quyết cái nhu cầu của người dân một cách linh hoạt và nhanh chóng hơn. Cái thay đổi thứ hai là gì ạ? Khi mà chúng ta dồn điền hay là đổi thửa ấy, thì không cần phải cấp lại sổ nữa, mà chỉ cần cập nhật lại biến động đất đai thôi. Bởi vì cái việc mà dồn điền đổi thửa là cái việc thay đổi lại diện tích ranh giới của thửa đất. Trong trường hợp này, nếu như người dân muốn tiết kiệm chi phí thời gian thì có thể làm cái thủ tục là gì ạ? Thay đổi hiện trạng của bất động sản, có nghĩa là thay đổi lại diện tích, thì lúc này không cần phải cấp mới sổ đỏ hoàn toàn, sổ hồng hoàn toàn, mà chỉ cần thay đổi lại diện tích thôi. Và cái điều này chỉ áp dụng riêng với những sổ khi mà dồn điền đổi thửa. Đấy là một điều rất là thú vị mà chúng ta sẽ nhận thấy rằng về cái luật đất đai hiện nay, mặc dù chưa được bàn thảo cũng như là thông qua hết toàn bộ, tuy nhiên nhà nước sẽ dần dần trong quá trình cải cách và sẽ giúp cho hệ thống đất đai của nước ta trở nên một cách nhanh chóng, tiết kiệm và đơn giản hơn. Và cái thay đổi số 3 đó chính là chúng ta sẽ được quyền chọn làm sổ đỏ tại nhà. Trước đây với một số tất cả các trường hợp thì chúng ta phải làm sổ đỏ tại bộ phận một cửa, Ủy ban nhân dân hoặc là văn phòng đăng ký đất đai. Tuy nhiên từ năm 2023 thì người dân có quyền được chọn làm sổ đỏ, sổ hồng ngay tại nhà nếu như có nhu cầu. Đấy, và sẽ có thời gian. Ví dụ như là hiện nay anh chị chúng ta muốn có nhu cầu làm sổ đỏ ngay tại nhà thì các cán bộ đơn vị địa chính sẽ đến nhà chúng ta để làm sổ, và sẽ có quy định thời gian, có thể là trong tháng hoặc là sau bao nhiêu ngày đấy. Thì đây là một thay đổi sẽ giúp cho người dân tiết kiệm thời gian và đi lại, đặc biệt hỗ trợ cho những hộ gia đình cá nhân khó khăn trong quá trình đi lại, ví dụ như là đau ốm, bệnh tật hay là vì các lý do đặc biệt, ví dụ như là sức khỏe. Thì đấy là cái lưu ý rất là hữu ích cho những người dân hiện nay. Và cái thay đổi thứ tư đó là làm sổ đỏ mới khi mà dồn điền đổi thửa, kể cả trong trường hợp bị thế chấp ngân hàng. Hiện nay rất nhiều các cái sổ đỏ, sổ hồng của người dân đang cầm cố thế chấp trong ngân hàng. Nhưng trong trường hợp này, nếu muốn thay đổi hiện trạng đất, hoặc là trong trường hợp là muốn dồn điền đổi thửa, thì người dân hoàn toàn có thể thực hiện được, kể cả trong trường hợp là cái sổ đấy có đang thế chấp cho ngân hàng. Và cái việc này tất nhiên phải có sự hỗ trợ của phía ngân hàng.
Có nghĩa là khi chúng ta làm cái thủ tục dồn điền đổi thửa ấy, thì người dân, phía ngân hàng và bộ phận hành chính sẽ kết hợp với nhau thực hiện cái nhu cầu của chúng ta khi mà chúng ta có các cái mong muốn thực hiện các thủ tục dồn điền đổi thửa, nhưng mà sổ nhà mình đã bị cầm cố thế chấp chưa đủ thời hạn để chuộc sổ ra. Đây là một trong những cái điều rất là quan trọng sẽ giúp cho chúng ta linh hoạt hơn trong cái vấn đề giải quyết các cái thủ tục hành chính, đặc biệt là đất đai, đặc biệt là những hộ gia đình cá nhân mà hiện nay chúng ta đang là cầm cố thế chấp ngân hàng nhưng chúng ta muốn dồn điền hay là đổi thửa cho đất nhà mình, cấp sổ đổi sổ mà chúng ta không có sổ gốc do là đang ở trong ngân hàng. Thì anh chị nào chúng ta muốn giải quyết cái phần này thì hãy liên hệ ngay và luôn. Cái thay đổi số 5 đó là quy định mới về cơ quan thu hồi sổ trong trường hợp cấp sai luật. Quy định trước đây thì chỉ có công an sẽ thực hiện cái nhiệm vụ thu hồi tài sản hay còn gọi là sổ đỏ, sổ hồng khi có quyết định của tòa án. Nhưng hiện nay để giảm tải cho một số các phòng ban cũng như là linh hoạt hơn tùy từng vùng miền địa phương thì chính bộ phận cấp sổ, đổi sổ, cấp sổ mới sẽ có quyền thu hồi sổ đỏ, sổ hồng khi đã có quyết định của tòa án. Điều này chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như thế này ạ. Trước đây thay vì công an sẽ thực hiện cái việc này thì trong thời gian tới ở một số trường hợp thì chính bộ phận có thể là Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc là Văn phòng Đăng ký Đất đai, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ trực tiếp thực hiện cái việc thu hồi sổ trong trường hợp sổ đó bị cấp sai. Cấp sai ở đây có nghĩa nằm ở các trường hợp như là thứ nhất là chủ tài sản đang bị vướng vào các vấn đề pháp luật hiện nay đang bị giải quyết và cần kê biên cái tài sản này. Thứ hai, do cấp sai mục đích sử dụng có thể không nằm trong vùng đất ở nhưng lại có đất ở trong cái khu vực đất này, hoặc là diện tích nó bị thay đổi sai, hoặc là xảy ra các vấn đề về tranh chấp. Thì đây là những cái lưu ý rất là quan trọng chúng ta cần phải tìm hiểu và thực hiện để làm sao trong quá trình sử dụng đất chúng ta sẽ biết được rằng phòng ban nào, đấy, cá nhân nào, tổ chức nào sẽ đứng ra thi hành thực hiện các cái nhiệm vụ theo cái quy định của đất đai để chúng ta có những cái hướng xử lý vừa đúng và kịp thời một cách nhanh chóng theo đúng cái quy định của pháp luật. Và vừa rồi chính là 5 cái sự thay đổi về sổ đỏ từ năm 2023. Tất cả anh chị, các bạn, người dân chúng ta cần theo dõi. Và bây giờ Nguyễn Hoàng xin nhắc lại từng phần. Cái thứ nhất là sẽ thêm bộ phận về cấp đổi sổ. Thứ hai, khi dồn điền đổi thửa thì sẽ không cần phải cấp sổ mới để tiết kiệm chi phí cho người dân. Thứ ba là người dân có quyền được yêu cầu làm sổ đỏ, sổ hồng ngay tại nhà. Thứ tư là khi dồn điền đổi thửa, trong trường hợp sổ đỏ, sổ hồng đang cầm cố ở ngân hàng thì người dân hoàn toàn có thể thực hiện được. Và cuối cùng thứ năm là chính bộ phận cấp đổi sổ sẽ có quyền thu hồi sổ nếu sổ đấy đã bị cấp sai theo quy định. Cảm ơn anh chị đã theo dõi lắng nghe và đừng quên chia sẻ cho mọi người cũng như là nhấn vào nút thích video, nhấn vào nút đăng ký kênh, nút thích trang để làm sao nhận được những nội dung mới từ Bất Động Sản Bình Phước Văn Đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.